Bán liền kề Ngô Thị Nhậm phân lô vỉa hè, diện tích là 50m nhân 5 tầng, mặt tiền 4m. Giá chào bán là 7 tỷ 250 triệu. Nhà đẹp, giá cũng đẹp luôn quý anh chị ạ. Căn thứ hai. Căn thứ hai là có diện tích là 40m, nhà xây mới 4 tầng, mặt tiền 4m. Giá bán là 6 tỷ 280 triệu. Căn thứ ba là 40m, xây 6 tầng, mặt tiền 4m, giá là 8 tỷ 3. Nhà này thì còn khá là nhiều nội thất tốt tặng cho quý anh chị các bạn sở hữu căn nhà. Căn thứ tư này thì có diện tích là 42m nhưng mà thực tế sử dụng là 51m, nhà xây 4 tầng, mặt tiền là 5m7 quý anh chị ạ. Chủ hiện tại đang giảm chào xuống còn 7 tỷ 950 triệu có thương lượng quý anh chị nhé. Riêng căn nhà này thì em đã làm video chi tiết, em để ở góc phải màn hình, quý anh chị các bạn có thể tham khảo phía trên góc phải màn hình nhé. Trong video này thì em Thịnh sẽ đi sâu vào căn liền kề tiếp theo là căn thứ 5 ở trong khu đô thị Ngô Thị Nhậm. Căn này thì có diện tích là 40m, xây 5 tầng, mặt tiền 4m. Chủ đang chào bán với cái giá là 7 tỷ 8 quý anh chị ạ. Nhà này thì dân tự xây chắc chắn. Quý anh chị các bạn mua về thì chỉ việc sơn lại một nước sơn, thay một bộ quần áo mới là chắc chắn căn nhà này sẽ đẹp lung linh. Khu vực Ngô Thị Nhậm thì khá là trung tâm quận Hà Đông, được quy hoạch đồng bộ, nhiều tiện ích. Kết nối trực tiếp với cả khu đô thị Văn Phú cũng như là khu biệt thự liền kề Văn Khê, di chuyển sang cũng khá là gần nếu mà chúng ta đi qua đường Ngô Quyền quý anh chị ạ. Khu này thì được khá là nhiều khách hàng lựa chọn để định cư lâu dài vì nó rất nhiều tiện ích, còn giao thông thì thuận tiện đi các ngã quý anh chị ạ. Căn liền kề này thì được thiết kế cầu thang giữa, mỗi tầng chia 2 phòng quý anh chị nhé. Mô tả chi tiết về căn nhà thì được thiết kế như sau. Tầng 1 thì có phòng khách, phòng bếp. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì mỗi tầng 2 phòng ngủ cộng 1 vệ sinh giữa. Tầng 5 thì có phòng thờ sân phơi. Nếu quý anh chị và các bạn quan tâm đến căn nhà thì mời tất cả mọi người xem tiếp tục video của em. Phía trên tầng 5 này được thiết kế là một phòng thờ và một sân phơi rộng rãi. Đây là phòng thờ của căn nhà này ạ. Ngoài những căn mà em Thịnh đã giới thiệu quý anh chị các bạn đầu video thì em còn vài căn nhà nữa nhưng mà em không tiện làm trong cái video này, thì nếu quý anh chị các bạn quan tâm hoặc là muốn tham khảo giá hoặc là tham khảo những căn nhà còn lại trong khu vực Ngô Thị Nhậm, kể cả là nhà trong ngõ, nhà riêng hoặc là nhà liền kề, thì có thể liên hệ trực tiếp với em Thịnh qua số điện thoại 0936 385 886 thì em sẽ gửi cho quý anh chị các bạn thông tin chi tiết về những căn nhà còn lại. Còn đây là khu vực sân phơi của nhà này quý anh chị ạ. Khu vực sân phơi thì có một có thiết kế một cái thang bằng sắt
chúng ta có thể lên tầng tiếp theo. Phía trên tầng này thì hiện tại gia chủ đang làm sân để tét nước cũng như là trồng rau, phơi đồ cũng được ạ. Sân trên này thì nếu như chủ mới, chúng ta có thể tùy biến sử dụng để trồng một vườn cây xanh hay là một vườn rau xanh để phục vụ cho nhu cầu ăn rau sạch hàng ngày của chúng ta. Video cũng khá là dài rồi, em xin phép dừng video tại đây. Quý anh chị nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Xin chào quý anh chị, chúc quý anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào.